Con bạn tôi là người sao Hỏa Bi Lai. Ê, ở Hà Nội có sở thú cá không nhở? Cái mà như cái ống cống nhưng mà có cái lăng kính cho cá bơi trên đầu ý. Thủy cung. À ừ đúng rồi cái đấy này. Tự nhiên ta thèm ăn cái ngô ở ngoài rạp chiếu phim quá à. Ngô bụp bụp là cái gì? Cái ngô mà nổ bùm 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 ý. Bắp rang bơ. Ừ đúng rồi cái đấy đây. Mày nói tiếng người đi em. Còn bạn thân là người sao Hỏa Bi Lai. Hey, mày có biết ở đâu bán áo class top không? Áo class top là áo gì? Mày trên lối xuống à? Cái áo mà ở dưới bụng ý. Áo crop top. À ừ, đúng rồi cái áo đấy đây. Ở đâu bán? Ra ngoài chợ bán đầy. Thank you. À mà mày vừa bảo gì ấy nhỉ? À, áo laptop. Crop top. Nói chuyện với mày tao thả lấy lít mắt nói chuyện còn hơn. Còn bạn thân là người sao Hỏa Bi Lai. Ê mẹ ơi, hôm qua tao mới mua được chai sữa tắm dùng thích lắm. Sữa tắm hãng gì đấy? Sữa tắm Enzantic. Ủa? Enzantic là sữa tắm gì? Vừa tắm vừa biến hình à? Enchanto. Ừ đúng rồi, chai sữa tắm đấy dùng thích nhỏ. Đã thế là còn thơm nữa. À mà mày vừa bảo sữa tắm gì nhỉ? À đúng rồi, Enchantic. Enchanto. Còn bạn thân mỗi khi nghe đến ăn Bi Lai. Ê mẹ ơi tao thề nha. Đi ăn không? Đi. Mẹ ơi người yêu tao mỗi nào. Đi ăn không? Đi. Chết rồi mẹ ơi, hôm qua tao chưa làm bài tập cô giao mẹ ạ. Đi ăn không? Đi. Èo ôi tháng này tao tiêu hết tiền một đúng 100.000 trong ví thôi. Đi ăn không? Đi. Đi ăn không? Đi. Ê mày xem hộ tao trong hai bước này thì bước nào đẹp hơn? Nhưng mà mày định đăng lên Facebook hay là làm gì? Tao định đăng story. À, up story á hả? Lấy cái thứ nhất đi, tao thấy cái thứ nhất xinh hơn. Thế để tao đăng cái thứ hai. Anh đây, đang làm gì đấy? Em đang làm biếng. Ơ, không nghe gì à? Alo. Mày điếc à? Nghe rồi. Mạng lại thất tình rồi em ạ. Vâng, anh cũng chuẩn bị thất tình rồi đấy. Anh bảo này, hay là tối nay tầm muộn muộn ấy, anh soạn đồ xong rồi sang nhà em ở nhá. Mày nói thế là có ý gì? Thì cho ở nhờ mấy hôm, không được à? Ồ, tất nhiên là không rồi, ai chứa. Thế mà bây giờ 2 tháng rồi không gặp nhau, thì em không nhớ anh à? Thật ra là em cũng nhớ anh mà. Tao đùa đấy. Nhưng mà anh sang thì hai đứa mình lấy gì mà ăn? Cặp đất à? Thì anh mang gạo sang, mà không thì mình cứ sang bình thường thôi. Ôi, nhưng mà bố em không có cho đâu. Mẹ không cho á? Tao bảo bố không cho. Thế bây giờ anh gọi điện xin mẹ nhá. Rồi bố tao không cho, mày xin mẹ tao làm cái gì? Thôi nói đùa thế thôi, chứ em đang ở trong khu cách ly anh ạ. Anh đừng có sang nhà em nhá. Nhớ mồm nhá, con chó đi đâu nhá. Bây giờ anh xuống rửa bát đã, xong rồi tí lên anh gọi. Trời, mày không phải gọi lại đâu nhá. Anh hãy quên em tồn tại trên cái cõi đời này đi. Em mệt mỏi lắm rồi, em rất điềm đình. Thế nhá.